Rồi, cái xà bông tới cái xà bông rửa chén cho nó đừng có nhiều lắm nha. Làm sao mà mình quay cho nó chình chệt vậy là được rồi. Khi baking soda nha, quậy đều lên. Quậy cho tới khi nào mà nó chình chệt thôi. Rồi, đây là sau khi mình đã giặt xong đây, như các bạn thấy, nó sạch trắng luôn nha, đó, sạch trắng luôn, bên ngoài, bên trong gì cũng vậy luôn, đó. Hi, hello, xin chào các bạn nha, bữa nay mình xin chia sẻ chùi giặt những cái đôi dài á, bằng baking soda với lại xà bông rửa chén. Thì cách này làm rất là đơn giản thôi. Và giặt á, là nó rất là sạch luôn nha. Mình có thể là giặt cho dài trắng, dài màu, dài nào cũng được. Nhưng mà ở đây mình cố tình á, là mình lấy hai đôi dài màu trắng của con mình. Và cái đôi dài màu của mình. Bởi vì dài màu á, sau khi mình giặt rồi đó, nó sạch hay không á, các bạn nhìn không có ra. Nên hình thử ra mình cố tình là mình lấy hai đôi dài trắng. Chứ thật ra là dài màu nào giặt cũng được nha. Dài mà bằng vải, bằng nỉ giặt cũng được. Hoặc là dài làm bằng giống như mà da ở đây mình kêu là vinyl, hay là ở Việt Nam kêu là gì, simili gì đó. Thì cái đó vẫn được nha. Thì cái cách làm nó rất là đơn giản thôi. Các bạn kiếm baking soda cho mình và xà bông rửa chén. Xà bông rửa chén nào cũng được nha. Nhưng mà đừng có lấy xà bông giặt, bởi vì xà bông rửa chén á, là nó có cái chất tẩy dầu á, nó mạnh hơn là cái xà bông giặt nha. Thì cái cách làm á, là mình lấy mình dùng bao nhiêu, mình nhắm mình dùng bao nhiêu á, thì mình lấy bao nhiêu. Baking soda của mình cũng gần hết rồi. Nó chỉ còn có bao nhiêu đây nên mình xài tạm thời là mình xài hết. Mình xài hết bao nhiêu đây. Rồi, cái xà bông tới cái xà bông rửa chén. Xà bông rửa chén các bạn bỏ vô cho mình. Cho nó đừng có nhiều lắm nha. Làm sao mà mình quay cho nó sền sệt vậy là được rồi. Thì sau khi mà xà bông rửa chén á, mình bỏ vô cái baking soda nha. Quậy đều lên. Quậy cho tới khi nào mà nó sền sệt thôi. Nếu mà thấy nó chưa đủ cái xà bông rửa chén á, thì mình cho thêm vào nha. Cái này á, là cái màu xanh lá cây, là bởi vì cái nước xà bông nó màu xanh lá cây. Chứ nó không phải là phản ứng hóa học gì hết trơn á. Rồi bây giờ mình quậy cho nó sền sệt lên như vậy cho mình. Nếu mà thấy đặc quá thì cứ cho thêm xà bông rửa chén. Rồi sau khi mình giặt rồi thì các bạn sẽ xem coi á, là nó có sạch trắng hay không nha. Thật ra dài của con mình nó cũng chưa có dơ lắm. Rồi sau khi mà trộn đều lên như vậy rồi đó, mình dùng bằng chải đánh răng mình thoa đều lên hết đôi dài nha. Thực ra cái cách này á, là cũng không có mới đâu. Những người Úc ở đây á, người ta cũng đã dùng lâu rồi. Thì mình chỉ học hỏi lại thôi, chứ không phải là cách của mình nha. Những bà mẹ mà có con mà đi học á, chơi dài thể thao á, nó rất là dơ. Mấy em chơi rất là dơ. Mình cứ chay đều lên hết như vậy nha. Đó, cái baking soda với lại xà bông rửa chén lên mấy đôi dài xong rồi đó. Thì cái cách này á, mình làm á, là mình không cần phải ngâm dài trước vài tiếng hoặc là qua đêm nha. Mình có thể làm khô như vậy. Và sau khi mình làm xong á, thì mình cứ để như vậy đi. Mình để khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ cho cái baking soda với lại cái xà bông rửa chén nó thấm vô một chút xíu. Rồi mình bỏ vô cái máy giặt mình đi giặt thôi. Còn nếu mà bạn nào mà không có máy giặt á, thì có thể là lấy nước bỏ vô cái thau rồi mà rửa sơ vậy là được rồi. Cái cách này á, là mình không cần phải dùng cái bằng chải để đằng mà chà nha. Một lát mình sẽ làm xong mình cho các bạn coi. Nó rất là trắng, rất là sạch luôn. Nhưng mà mình không có dùng bằng chải chà. Chẳng hạn như mấy đôi dài của con mình đây,
Thường thường là khoảng chừng 2-3 tuần là mình giặt dài cho em một lần. Cái lý do là con nít đó nó chơi, nó đi học nó chơi thể thao một tuần nó chơi 2 ngày nó rất là dơ, nhất là trời mưa về đây về dơ dữ lắm, nên thành thử ra nếu mà mình dùng cái bàn chải mà mình chà đi á thì mình nghĩ là giặt vài lần là đôi giày nó hư rồi. Nên vì vậy nên mình cái cách giặt của mình đó là mình không có chà, mình chỉ để baking soda và xà bông rửa chén lên thôi. Nhất là những cái đôi giày chẳng hạn như giày của mình là giày nỉ, mình mà lấy cái bàn chải mà mình mà sạc đi á thì những cái nỉ này nè nó sẽ bị sút ra nha, nó sẽ bị tơ ra và nó sẽ bị gách. Vì vậy đó là lý do tại sao mà mình chia sẻ với là các bạn bằng cách này á, là mình không dùng bàn chải nha, mình nói rồi là mình không dùng bàn chải, mình chỉ để xà bông rửa chén và baking soda lên để nếu mà có thời gian thì các bạn để khoảng chừng một hai tiếng đồng hồ xong rồi bỏ vô máy giặt, còn không á, thì khoảng chừng 5-10 phút hoặc là nửa tiếng thôi cũng được. Thì sau khi bỏ vô máy giặt thôi thì các bạn để giặt nhẹ cho mình thôi, giặt để chẳng qua là để rằng mà cho nó rửa sạch cái xà bông rửa chén với lại cái baking soda trong đôi giày của mình. Và cái kế nữa là nếu mà các bạn mà giặt bằng cái baking soda này á, rất là tốt cho những ai mà có những cái bàn chân hôi nha, những đôi giày mà hôi người ta cái bị đổ mồ hôi chân á, nó rất là hôi á, thì giặt bằng cái baking soda này á, đôi giày nó không có hôi nha. Dù rằng nó là sau khi giặt rồi cả nửa năm hay 1 năm không giặt lại cũng không hôi, chỉ điều là nó dơ đi thôi chứ nó không hôi nha. Thì bây giờ mình để như vậy khoảng nửa tiếng sau mà rồi mình bỏ vô máy giặt mình giặt. Bây giờ sau nửa tiếng rồi ha, nãy giờ mình để cái xà bông với lại cái baking soda vô cũng được nửa tiếng rồi, thì bây giờ mình chỉ bỏ vô thôi. Rồi mình mở máy lên, mình chỉ giặt nhẹ thôi nha, chứ không cần phải giặt mạnh. Rồi bây giờ mình chỉ chờ nó giặt xong rồi mình đem ra, mình đem lên phơi nắng thôi. Rồi đây là sau khi mình đã giặt xong đây, như các bạn thấy nó sạch trắng luôn nha, đó sạch trắng luôn, bên ngoài bên trong gì cũng vậy luôn đó, chiếc nào cũng vậy sạch trắng luôn. Mình cố tình mình giặt dài màu trắng như vậy cho các bạn xem chứ thật ra là dài nào giặt cũng được nha. Đây chẳng hạn như đôi giày, đây là giày nỉ của mình đây, nó bằng nỉ đây, mình giặt cũng vẫn sạch sạch trắng luôn. À, không trắng tại vì cái đế này là cái đế màu nâu nên thành thử ra thấy nó không trắng. Đó là lý do tại sao mình phải giặt luôn 2 đôi giày của con mình để đặng mà cho các bạn xem là giặt bằng baking soda và xà bông rửa chén thì nó sẽ sạch được như vậy đó. Và được cái nữa là khoảng chừng vài ba tuần đi mà nó có dơ mà mình không giặt á thì giày nó cũng không hôi, bởi vì cái chất của baking soda nó vẫn còn nằm ở trong những cái giải, những cái đôi giày này nè, nó không có làm cho hôi giày nha. Ok, bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay là hữu ích hãy comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe thì subscribe cho mình một cái nha. Để bên dưới có cái chuông, bấm vào cái chuông cái nữa chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.